Rồi con xin chào cô chú anh chị trên kênh Lào TK Bonsai. Con tên là Ngọc Thắng, ở thành phố Xanh Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long. Hôm nay con có về một số phôi giấy Mỹ, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của con là 0939 885 495, cũng là số Zalo. Rồi để không làm mất thời gian của chú anh chị, con vào cây số 1. Một dòng cổ nó là 30. Đế là 38. Chiều cao là 51. Cái số 1 cũng muốn giao lưu cô chú anh chị đó là 800. Cái số 2. Cổ vị trí này nó là 29. 28. Đế là 43. Chiều cao 48. Cái số 2. Số 2 muốn giao lưu cô chú anh chị đó là 1 triệu. Số 3. Cổ là 26. Đế là 40. Chiều cao là 49. Cái số 3 cũng muốn giao lưu cô chú anh chị là 900. Cái số 4. Cổ là 29. Đế là 48. Chiều cao là 48. Cái số 4 muốn giao lưu cô chú anh chị đó là 1 triệu. Cái số 5. Cổ vị trí này là 27. Đế vị trí này là 49. Chiều cao là 60. Cái số 5 của giao lưu đó là 900. Cái số 6. Cổ là 26. Đế là 45. Chiều cao là 51. Cái số 6 muốn giao lưu đó là giá 900. Giặt đất cái số 6 rồi. Cái số 7. Trùng cổ là 25. Đế là 43. Chiều cao là 44. Cái số 7. Giao lưu cô chú anh chị là giá 800. Cái số 8. Cổ vị trí này là 21. Đế vị trí này nó là 53. Chiều cao là 51. Cái số 8 muốn giao lưu đó là giá 700. Cái số 9.
cổ vị trí này nó là 22. Đế vị trí này là 45. Chiều cao là 55. Cây số 9 muốn vô luôn cô chú anh chị, đó là giá 700. Cây số 10. Dòng cổ là 29. Chiều cao là 56. Đế là 64. Cây số 10 muốn giao lưu cô chú anh chị là giá 900. Cây 11. Cây 11 dòng cổ là 31. Đế 55. Chiều cao là 51. Cây 11 cũng giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu. Cây 12. Cổ vị trí này là 29. Đế vị trí này nó là 60. Chiều cao đó là 51. Cây số 12 cũng muốn giao lưu với cô chú anh chị là giá 900. Cây 13. Cổ là 27. Đế là 48. Chiều cao 55. Cái số 13 muốn giao lưu đó là giá 800. Số điện thoại con là 0939 885 495 cũng là số Zalo. Cái số 14. Dòng cổ là 25. Đế là 53. Chiều cao là 61. Cây số 14 cũng giao lưu cô chú anh chị là giá 800. Cây 15 đẹp nha cô chú anh chị. Còn cổ nó là 26. Đế là 57. Chiều cao là 54. Cái số 15 cũng muốn giao lưu cô chú anh chị nó là giá 800. Cây 16. Cổ vị trí này đó là 27. Đế vị trí này đó là 40. Chiều cao là 43. Cái số 16 muốn giao lưu là giá 800 luôn. Cái số 17. Cổ vị trí này là 28. Đế là 47. Chiều cao là 53. Cái số 17 muốn giao lưu cô chú anh chị đó là 800.
cây số 18. Cổ vị trí này là 24. Đấy là 38. Cao nó là 45. Cái số 18. Giao lưu cô chú anh chị giá 700. Số 19. Cổ vị trí này nó là 31. Đế vị trí là 42. Chiều cao là 57. Cái số 19 muốn giao lưu đó là giá 700. Cái số 20. Đồng cổ là 22. Đế là 47. Chiều cao 42. Số 20 muốn giao lưu cô chú anh chị là 700. Cây 21. Đồng cổ 24. Đế 36. Đế cao ra là 47. Cây 21 giá 700 luôn. Cây 22. Đồng cổ là 21. Đế là 30. Chiều cao 47. Cái số 22 muốn giao lưu cô chú anh chị đó là 700. Rồi. Đây con. Cái 23. Đồng cổ là 25. Đế là 42. Chiều cao 50. Cây số 23 muốn cho luôn cô chú anh chị đó là giá 800. Cây 24. Cổ vị trí này là 19. Đế 46. Chiều cao 62. Cây 24 giao lưu đó là giá 700. Rồi. Cây 25. Đồng cổ là 22. Đồng đế là 39. Chiều cao là 50. Cây số 25 giao lưu cô chú anh chị là giá là 600. Cây 26.
cổ là 23, đế là 37, cao 45. Cây 26 muốn giao lưu của chú anh chị đó là 600 luôn. Cây 27 cổ 20, đế 41, cao 50. Cây 27 muốn cho luôn cô chú anh chị đó là giá 600 luôn. Cây 28 cổ là 22, đế là 52, chiều cao 42. Cây số 28 muốn giao lưu cô chú anh chị là giá 600. Số 28. Cây số 29. Cổ vị trí này nó là 24, đế là 37, chiều cao là 45. Cây số 29 giao lưu của chú anh chị là giá 700. Cây 30 cổ vị trí này 30, đế là 32, cái 30 đẹp nha cô chú, chiều cao là 42. Cái 30 muốn giao lưu cô chú anh chị là giá 800. Cây 31 đồng cổ là 26, đế là 42, chiều cao là 45. Cây 31 là giá 800. Buông đi lên chỉnh. Cây 32 con cổ là 26, đế nó là 57, chiều cao là 53. Cây 32 muốn giao lưu của chú anh chị là giá 800. Cây 33 dòng cổ nó là 26, đế là 50, chiều cao là 60. Cây 33 cũng có giá là 800 luôn. Cây 34 cổ vị trí này là 23, đế 30,
chiều cao 38. Cây 34, 34 giao lưu là giá 700. 700. Cây 35. Còn cổ là 23. Đế nó là 56. Chiều cao là 51. Cây 35. 35 giao lưu cô chú anh chị giá 700. Số điện thoại của con là 0939 885 495 cũng là số Zalo. Cây 36. Cổ 23. Đế 48. Chiều cao 43. Cây 36 muốn giao lưu cô chú anh chị giá 700. Cây 37. Cổ vị trí này là 22. Đế nó là 52. Chiều cao 39. Cây 37 muốn giao lưu cô chú anh chị là 700 luôn. Ba mươi tám. Cổ vị trí này nó là 22. Đế vị trí này 38. Chiều cao là 56. Cây 38 cũng có giá 700 luôn. Cây 39. Cổ là 24. Đế là 33. Chiều cao là 57. Cây 39 muốn giao lưu cô chú anh chị là 700. Cây 40. Cổ vị trí này nó là 21. Đế vị trí này nó là 50. Chiều cao là 50. Cây 40 muốn giao lưu với giá là 700. Cây 41. Đồng cổ là 21. Thôi này đo là chiều cao ha. Chiều cao là 56. Cây 41 giao lưu cô chú anh chị là 600. Cây 42. Cổ là 25. Đế là 46. Chiều cao là 52. Cây 42 giao lưu cô chú anh chị giá 600. Con bao xếp bao sống cho cô chú anh chị không? Bao xếp toàn quắc đó. Cây 43. Một cốt đẹp nha cô chú anh chị. Dòng cổ vị trí này là 22. Đế vị trí này 27. Con bài đó là 41. Cây 43 muốn giao lưu nó giá là 800. Bốn mươi bốn chặt
cổ là 22, đế là 42, chiều cao là 57. Cái 44 muốn giao luôn với giá đó là 600. Cổ vị trí này 25. Đế là 49. Chiều cao là 49. Cái 45 giao luôn giá cô chú anh chị đó là 700. Cái 46. Cổ là 19. Đế 45. Chiều cao 54. Cây 46 giao lưu của chú anh chị đó là 500. Rồi. Cây 47. 47 dáng đạt nên của chú anh chị. Dòng cổ là 23. Chiều cao là 54. Cái 47 giao lưu cô chú anh chị đó là giá 600. Dòng cổ là 20. Chiều cao là 40. 48 giao lưu cô chú anh chị 500. Rồi, cây 49 cũng là cây cuối clip. Đó, chiều cao nó của chú chị 37 chiều cao. Cổ 20. Cây 49 là giao lưu cô chú anh chị giá 400. Rồi. Rồi cuối clip con xin chào tất cả cô chú anh chị trên kênh là Tơ Ca Bonsai. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con trong thời gian vừa qua. Tôi xin chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.